đi tham quan chùa hang thì ngoài tham quan hệ thống hang động lôi mà được tuyên truyền ngày xưa có một cặp rắn thần rất là lớn, thì các bạn tham quan trong hang này rất là lạnh và có nhiều thác nước rất đẹp. Thì ở phía ngoài hiện nay đang xây dựng rất nhiều công trình chùa gồm hai cái dân thuyền rất là lớn, mỗi cái thuyền nó chắc chứa được khoảng 1.000 người. Ngoài ra thì có vườn thuyền và rất nhiều công trình khác. Và các bạn đứng ở trên cái lan can, cái ban công của tháp thuyền đó, thì các bạn nhìn một cái tầm mắt ra cái cánh đồng rất là đẹp. Nếu mà các bạn bay flycam vùng khu vực này cũng khá là đẹp. Đây là chùa Phước Điền các bạn. Chùa Phước Điền hay có tên quen gọi là chùa Hang. Cảnh giữa rừng núi.
đường từ cổng vào tượng Di Lặc Phật là đi qua hồ Súng, rất là đẹp, súng đang ra bông, súng tím. Ếch, chú ếch. Bán hàng lưu lượng. Để diệu dùng cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh, xin quý khách không hút thuốc, để giày dép đúng nơi quy định, không mang thức ăn nước uống, chỉnh trang quy phục trước khi vào chùa. Để diệu dùng cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh, xin quý khách không hút thuốc, để giày dép đúng nơi quy định, không mang thức ăn nước uống, chỉnh trang y phục trước khi vào chùa. Để giữ gìn cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh, xin quý khách không hút thuốc, để giày dép đúng nơi quy định, không mang thức ăn nước uống, chỉnh trang y phục trước khi vào chùa. Để giữ gìn cho thiền môn trang nghiêm chùa ở trên cao, đứng ở trên này nhìn cánh đồng phía trước rất là đẹp. Chùa dây lạc tiên làm thuốc đấy, mình lên trên gần đỉnh núi đó. Lúc đường đi xuống đấy là có một bà cụ, bà bán nước ở dưới đường, là bà cũng lấy, bà hái, bà đang phơi để làm thuốc, làm nước uống. Đi vào hang
cái bé nó trong. Con nghe mà đã tạo ra một chiếc con giáp xuống.
Mình thấy chùa Hang là trên các tạp chí du lịch, các báo ở địa phương phải giới thiệu thì chưa hết. Đi gần đây mà thấy cái cảnh đẹp của chùa Hang. Chùa Hang vẫn đang tiếp tục phát triển thêm những công trình mới. Nhưng mà với công trình hiện đại bây giờ là cũng khá là đẹp rồi. Ở đây ngắm cảnh rất là đẹp. Cái cây này mình không nhớ tên là cây gì, nó rất gắn bó với tuổi trẻ, tuổi trâu, trẻ trâu ở làng quê. Mùi nó hăng hăng, trâu bò nó rất hay thích ăn cái lá cây này. Đẹp. Đây chưa cùng mua cùng chung xong. Cái bồ đề sai quả nó chim ăn đầy đây. Rất cảnh rất trong tĩnh. Xin làm tổ trên bức tường Phật. Đấy, nó bay ra. Đấy. Rất là nhiều tổ trên này. Đấy, rác chim.
một hàng lộc vừng. Vừng này nó chưa ra hoa, chưa ra hoa mà lọt mà. Cái hàng lộc vừng này ra hoa nó rụng xuống là đẹp lắm.